Kênh hãy bấm vào nút đăng ký kênh để cập nhật những video mới nhất mình chia sẻ lên kênh. Và trong video này mình chia sẻ mọi người dự án để nhận 10 đô cái token MetaWorld. Và để tham gia vào dự án này, mọi người bấm vào đường link dưới phần mô tả, sau đó làm các nhiệm vụ chatbot. Tiếp theo bấm chọn Start này. Rồi, sau đó thì sẽ join vào nhóm Telegram. Ok, quay trở lại này. Tiếp tục là follow Twitter và retweet bài đăng. Rồi, chọn theo dõi. Sau đó thì chọn like và retweet. Quay trở về bot. Bấm chọn submit. Rồi, sau đó thì sẽ nhập username của Telegram. Tiếp theo thì sẽ nhập profile link của Twitter. Mọi người copy này. Rồi sau đó nhập username Twitter vào. Tiếp tục là sẽ gửi địa chỉ ví PEP20. Rồi sau đó thì bấm chọn vào repo. Thì ở đây nó sẽ có một cái đường link để chia sẻ. Ok, như vậy mình đang dẫn xong mọi người tham gia dự án. Hẹn gặp lại mọi người những video tiếp theo.